Cuộc đo sức của những cầu thủ từng ăn tập trong tuyển Hà Nội. Chưa có điểm. Trần Hậu Mỹ An ném ba. Có 3 điểm dành cho Trần Hậu Mỹ An. Như tôi đã nói, cầu thủ mặc áo số 13 của The Wasp là một cái tên cực kỳ sáng giá. Đẩy bóng ra ngoài. Trần Hậu Mỹ An. Lại là Trần Hậu Mỹ An nổ điểm cho The Wasp. Một tình huống đánh rất hay của Junior Whale và đã có điểm. Cầu thủ mặc áo số 19 Nguyễn Thị Thúy Hiền. Vừa rồi thì Doãn Thủy Trang đã có một tình huống đột phá rất tốt bằng tay phải. Junior Whale và The Wasp đang sử dụng. Bên Junior Whale họ có Linh Cháo, họ có Quỳnh Anh, có Thanh Hoài, có Thúy Hiền. Một cuộc phản công nhanh và được dẫn dắt bởi Vân Như. Quỳnh Chi có 2 điểm dành cho cầu thủ nhỏ con bên phía Junior Whale. Trần Hậu Mỹ An có một tình huống mong rổ thành công. Quá bất ngờ, quá sững sờ. Và chính cả cầu thủ này cũng không hề biết được rằng mình đã thành công trong tình huống đó. Quỳnh Anh, Trung Nhân. Có 2 điểm tính dành cho Trung Nhân. Tỷ số bây giờ là 10-12. Trà My. Trà My bảo vệ bóng. Một tình huống chuyền hay dành cho Đỗ Thủy Tiên. Enon dành cho Đỗ Thủy Tiên. Chuyền hay đến từ Quỳnh Anh. Rất tốt đến từ Thúy Hiền. Trần Hậu Mỹ An ném tựa bảng thành công. Tâm đâm thẳng một bên và sau đó dựng nhảy ném rất bất ngờ của Trần Hậu Mỹ An. Aaron từ cầu thủ bên phía Junior Whale. 3 điểm. Cú ném là quá ngang. Trịnh Phương Anh. Thùy Trang. Aaron dành cho Thùy Trang. Trần Hậu Mỹ An 3-2. Và đây là 2 điểm dành cho Trần Hậu Mỹ An. Vừa lắc léo như một dòng nước vậy. Đây là Linh Cháo. Và cuối cùng thì cầu thủ mang áo số 9 bên phía Junior Whale cũng đã có điểm số cá nhân cho mình. 3 tuổi. Nhưng đây là tài năng trẻ Trần Hậu Mỹ An. Tuyết Lê. Trần Hậu Mỹ An. Lại là 3 điểm. Và lại là thành công đến từ Trần Hậu Mỹ An. Well, xin lỗi bạn, cuộc tấn công này của Trap còn 12 giây nữa. Và đây là tình huống ném rổ. 3 điểm tiếp theo đến từ Mai Lan Anh. Trịnh Phương Anh bị cướp bóng bởi Đào Hải Yến rồi. 2 điểm tính cho Đào Hải Yến. Rút ngắn tỷ số xuống còn 20-34. Doãn Thủy Trang quyết định đánh thẳng sau khi đợi bài chạy của những người đồng đội. 2 điểm tính dành cho Doãn Thủy Trang. Một pha xoay trở tốt. Junior Whale vừa tung cầu thủ mã số 3 Lê Thị Trà My vào sân. Aaron dành cho Đào Hải Yến. Là Trần Hậu Mỹ An. Trịnh Phương Anh làm gì đây? Đẩy bóng ra cho Mai Anh. Mai Lan Anh. Phương Diệu Ly ném bóng không thành công, nhưng ngay sau đó thì Thúy Hiền đã tận dụng second chance tốt. Để Mai Lan Anh. 2 điểm thành công của Mai Lan Anh. Thì bên cạnh đang là Linh Cháo rất thoáng. Bây giờ thì mới chuyển. Có 2 điểm dành cho Linh Cháo. Cướp bóng tốt nhưng Thúy Hiền đã không xử lý được. Bây giờ mới là đường chuyền cho Quỳnh Anh. 2 điểm tính dành cho Quỳnh Anh. Tình huống thứ hai không ghi điểm. Vân Như ghi buzzer beater dành cho Junior Will. 2 điểm tính dành cho Vân Như. Một tình huống block đẹp của Vân Như. Phản công nhanh. Bóng để lên cho Thanh Hoài. 2 điểm tính đến từ Thanh Hoài.
nhưng có lẽ họ sẽ còn phải làm tốt công tác phòng thủ trong hiệp thi đấu cuối cùng này nữa. Một bài đánh giãn. Doãn Thùy Trang có 3 điểm dành cho Doãn Thùy Trang. Quá nóng ở trên sân, đây là Doãn Thùy Trang. Trần Hồng Mỹ An. Enon cho Trần Hồng Mỹ An. Wow. Trung Nhân. Một tình huống ném 2 điểm tốt của cầu thủ Trung Nhân mang áo số 2. Trần Hồng Mỹ An ném 3 điểm. 3 điểm thành công của Trần Hồng Mỹ An. Hai điểm tính dành cho Thúy Hiền. 29,6 giây nữa. Có 2 điểm dành cho Trung Nhân. 42-60. Và hết giờ. Như vậy là cuộc chạm trán giữa Junior Well và Draft đã kết thúc. Với phần thắng nghiêng về phía các cầu thủ áo đen Draft, họ chiến thắng với tỷ số 62-42 và thẳng tiến tới chung kết để gặp Chicken Dung.